Con nhớ ba lắm không? Nhưng có. Tội nghiệp. Ba ơi, mất rồi, nhớ là ba cũng của gia đình mất rồi. Nhớ ba mất á, còn các nhà họ thăm thương mẹ mẹ con nên gửi rồi tiền để động viên và chia sẻ cuộc sống của mẹ con nữa vất vả. Nhớ ba ở dưới ăn nghỉ và phù hộ cho mẹ mẹ con nhớ ba. Mẹ mẹ con nhớ ba nhiều lắm. Hello. Chào anh. Chào em. Chào anh. Chào em. Chào ba mẹ con. Thêm một vị khách nào đây nữa? Người làng anh ạ. À, người làng hả? À. Các cháu có nhớ chú Khánh không? Có nhận ra chú Khánh không? Hả? Có. Có hả? À, đây là cháu Quyên hả? Dạ. Còn đó là cháu dạ Tâm Như. Tâm Hương. Tâm Như. Tâm Như. Dạ. À Tâm Như. À kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Khánh đang quay trở lại xã Đức Hóa, huyện xã Thạch Hóa hả? À, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. À, và đang đến để thăm lại hoàn cảnh của em Quyền ở đây, một cái gia đình mà rất là nghèo ở xã Thạch Hóa quý vị ạ. Và trong một cái lần đi làm ấy ở Tây Ninh thì chồng của em Quyền không may là bị điền giật và dẫn đến tử vong, để lại cho em Quyền hai đứa con đang còn rất là thơ dại cùng với một cháu đang sắp chào đời nữa. Đó, khi mà vợ của Quyền bây giờ có bầu sang tháng thứ 6 rồi, rất là đáng thương. Thì trong những ngày vừa qua thì các quý vị khán giả, các nhà hảo tâm chúng ta cũng yêu thương và giúp đỡ cho em Quyền được một cái khoản tiền cũng khá lớn rồi. Thông qua sự kết nối của Khánh thì các cô chú cũng đã giúp cho em Quyền với số tiền là 80 triệu đồng rồi quý vị ạ. À, tuy nhiên thì ngày hôm nay Khánh có dịp quay trở lại đây và có một số nhà hảo tâm chúng ta cũng biết về câu chuyện của gia đình em Quyền. Cho nên là các cô chú cũng thương em cùng với các con và có gửi về cho Khánh một cái khoản tiền để chia sẻ đồng viên cho mấy mẹ con của em Quyền ở đây quý vị ạ. Đó. Thì hôm nay sau những ngày mà lo mọi thứ hương khói cho chồng đấy, cho đến bây giờ cũng được gần một tháng rồi em ha. Dạ, 2 ngày nữa một tháng anh ạ. 2 ngày nữa là vừa tròn một tháng. Dạ. Ừ. Thì mấy mẹ con đã ổn định được tinh thần để mà tiếp tục lo cho công việc, lo cho cuộc sống chưa? Dạ, vẫn chưa, nói chung vẫn buồn lắm. Nhiều lúc ở sáng có anh em cũng ở ngoài nữa, một mình ba mẹ con ấy, nhiều lúc tủi lắm nhưng vẫn cố gắng đó. Buồn. Buồn nhưng nói chung và chịu đựng nhưng không biết răng nữa. Dạ. Ngoài ở xa nữa, nói chung buồn. Nội thì con mẹ già nữa, mẹ ở thì theo cuộc sống của mẹ ở nữa, nói chung cứ ba mẹ con lùi lùi một mình nữa đó. Buổi tối thì hàng xóm thì tới chơi thôi, họ về trong em cũng buồn. Giờ không biết răng nữa, nói chung là tới đâu hay đó, giờ không suy nghĩ nhiều cùng, nói chung không giải quyết được cái gì nữa. Dạ. Thôi cố gắng, mấy mẹ con cố gắng tự tin lạc quan lên em ạ. Cháu Quyên đứng lên đây với chú nào. Cháu Khánh đang đứng trò chuyện em mà thấy cháu Quyên ánh mắt đỏ hoe đây. Quyên đang suy nghĩ gì đấy? Hả? Hả?
Cháu thương ba lắm vậy. Mẹ bữa cơ hội ba. Cháu nói đi. Hả? Mỗi một lần mà Khánh đến đây thì đều thấy cháu Quyên rất là tủi thân quý vị. Không nói được điều gì nhưng mà khóc suốt. Con nhớ ba lắm không? Nhưng có. Tội nghiệp. Thôi mấy mẹ con cố gắng lạc quan để động viên lẫn nhau Quyên ạ. Dạ. Nào Quyên, vừa rồi thì có cô Nguyễn Thị Quyên ở bên Đức ấy, là tặng cho cháu xe đây, rồi mấy bữa nay rồi là hai chị em có đạp xe đi đều không? Cũng có. Quyên? Dạ. Có hả? Dạ. Nhà thấp như này thì nóng lắm hả? Dạ, nóng lắm ấy. Dạ. Nóng. Thì nóng phải chịu chứ không bị rắn nữa. Dạ. Thế rồi mấy bữa nay thì em đã làm việc được chưa? Nói chung là không có gì trong đâu cả, có khi cầm cái chi nơi tay em quên rồi đó, chứ không nhớ. Dạ. Nói chung cũng không biết gì cả. Bị thương và nhớ trong quá, chứ không nổi. Thường những người vợ hoặc là những người con ấy, khi mà những người thân của mình ấy không may mà mất một cách rất là thương tâm, rất là đau đớn ấy, thì thường hay báo mộng cho mình ấy. Những ngày vừa qua rồi em có nằm mơ gì không? Nằm mơ anh cứ nói chung nằm mơ anh cứ đi làm việc giống bình thường rồi đó. Còn đợt em nằm mơ là anh biết hai củi cho em. Nói em nói ui, nói bán bắt nó đóng mà đi về hai củi được. Anh nằm mơ nữa đó. Dạ. Vì thường thường anh ở nhà đi hai củi ai về chồng nói chung đi mừng hai củi về đồ rồi đó. Đi chặt củi hả? Dạ. Chặt củi trên rừng về hả? Dạ. Mình chặt củi trên rừng về để mình bán hay là mình... Dạ, để thô rồi. Để sử dụng trong gia đình thôi anh ạ. Dạ. Nói chung anh sống thương vợ thương con khi mất rồi, nói chung thương anh lắm. Khi mà trong đâu có nhớ tới anh ấy chẳng nhớ tới chứ ta. Rồi thì lâu nay thì chồng thì đi làm thợ hồ đấy. Thế bản thân em thì em ở nhà em làm công việc gì để kiếm tiền? Dạ em đi ở nhà chăn con bò chứ không chỉ được vì người yếu. Nhiều lúc đi bịt cỏ về cùng huyết áp thấp lên. Nói bịt cỏ xong nằm trên bao cỏ khi mà tình là đờ đám ngồi dậy được. Sức khỏe em yếu chứ không khỏe giống mấy người đâu. Dạ. Tội nghiệp à. Dạ, nuôi bò chồng, nên chồng thương. Dạ. Tức là nuôi bò rồi ngoài ra có nuôi heo được không? Dạ không. Vì... Nuôi đằng sau này hả? Dạ giếng có không còn nước, trời mua đi không còn nước uống đấy chứ không nuôi được. Sao lại không có nước uống? Được, dùng của mẹ nuôi. Nhà ở riêng đằng đằng sau này hả? Dạ. Đi ra anh xem nó. Của mẹ. Dạ. Vâng, chào chị. Vâng, vâng. Đây là bà nội hả? Dạ có, bà nội đã rồi. Chào em. Giếng trong em. Trên nhà chứ có giếng, nước không cạn. Đâu giếng đây mà? Đây là cái bể đựng nước thôi. Thế mình bơm ở đâu lên đấy? Trong mé á. Mé của mình cạn đóng rồi. Nghe ấm lắm chị hè. Mùa hè trên nóng nghe mùa đông hiểu. Rét. Mùa đông rét. Nhà mình đây thấp quá Quyền hả? Thấp quá nha. Bố mà nóng, nên nghe nóng. Mấy đứa là học tập ở chỗ này hả? Dạ. Bây giờ nóng quá thôi. Vừa rồi được các nhà hảo tâm hỗ trợ ít tiền đấy. Thì mình cũng chắt chiu cất đi đó rồi để mà lo sinh nợ. Tuy nhiên thì
nếu mà cảm thấy cần thiết thì cũng sửa sang lại nhà cửa để mình ở cho nó chắc chắn em ạ. Ví dụ như bây giờ nhà mình đang khó khăn vất vả đấy, mình không xây được cái một cái căn nhà thật to, thì trên cái nền tảng cái nhà mình đây này, mình có thể là xây bao xung quanh lại. Đấy, thì khi mà xây bao xung quanh lại thì nó không hết nhiều tiền đâu. Thì cái tiền mà các nhà hảo tâm lần trước giúp đỡ cho mình ấy, nó vẫn còn dư ra một tí. Để rồi mẹ con lấy đó cái làm cái đồng vốn để phát triển kinh tế, để trồng trọt, hay là nhà mình gần mặt đường ở đây này, mai mốt em có thể là sinh nở ra thì mình chưa đi làm gì được ấy, mình có thể là nhập một số cái mặt hàng gì đó về mình buôn bán nhỏ nhỏ một tí, mình kiếm đồng ra đồng vào và lo cho cuộc sống. Chứ tuyệt đối là mình đừng bao giờ gồng hết sức để xây một cái căn nhà cho nó thật to em ạ. Em nói chung là em nói chung nhà cửa to em ao ước muốn ao ước cái nhà vừa vừa đủ mẹ con che mưa che nắng thôi. Mẹ con có gì ăn đấy thôi chứ ao ước gì to nhà to và đồ. Thực sự em nghĩ vậy đó. Sự ba mẹ con giờ không có ba nữa, giờ tương lai ngàn vẫn mù mịt đó. Giờ em đòi hỏi nhà cao cửa rộng, nói chung có cái chỗ chui vô chui ra mẹ con che mưa che nắng là được rồi. Thôi lạc quan em ạ, mai mốt rồi là chồng lo cái 50-100 ngày gì đó cho chồng cho nó ổn. Rồi mình cảm thấy rằng là nếu mà theo cái phong tục ở đây mà vẫn người mới mất mà vẫn có thể là sửa sang được nhà cửa đấy, thì mình trích một cái khoản tiền mà các nhà hảo tâm giúp đỡ cho mình đấy, mình gọi là sửa lại thôi. Lâu nay mình đã sống như vậy vất vả rồi, thì bây giờ mình cố thêm nữa đấy em ạ. Khi mà chồng mất rồi, một mình em phải lo lắng nhiều như thế này thì mình lại càng phải chịu khó, chịu khổ hơn một tí. Mình có thể là xây bao lại rồi lợp thêm những chỗ nào mà nó bị dột thì thay ngói, thay bi rô đi. Đấy, rồi là mẹ con cứ tạm ở như thế, nó duy trì cuộc sống đã. Chứ đừng có cố là vay thêm nữa để rồi mà xây cái căn nhà cho nó hoành tráng, rồi là gồng mình trả nợ sau này là rất là mệt nhá. Có những người là vay mượn để xây nhà đấy, xong đó rồi là độ bình đấy em ạ. Bởi vì lao lực kiếm tiền để trả nợ mà, xong rồi độ bình. Cho nên một túp lều tranh nhưng mà mình thoải mái tư tưởng là được nhá. Đấy, lạc quan lên nhá. Anh biết rằng là bây giờ ấy, em mất đi người chồng, các con của em mất đi người cha là cái người trụ cột, thì cuộc sống nó trở nên rất là khó khăn, rất là vất vả. Những lúc bình thường thì không nói, nhưng những lúc mà trái gió trở trời, mình không may mà có ốm đau, có hắt hơi sổ mũi, hay con cái mà nó có ốm có đau, thì một mình em nó sẽ rất là vất vả. Quyền ạ. Rồi tới đây chuẩn bị sinh cháu thứ ba nữa. Cho nên là được đồng bạc nào mà các nhà hảo tâm giúp đỡ thì mình cũng cố gắng cất đó. Rồi có thể là vận dụng mình sử dụng một ít làm cái vốn, mình buôn bán cái gì đó hay trồng cái cây gì, nuôi con gì đó để mình phát triển thêm kinh tế để mà trang trải cuộc sống nhá. Hôm nay anh Khánh quay trở lại đây đấy. Anh cũng thay mặt cho các nhà hảo tâm rất là nhiều quý vị gửi về cho anh những cái lời đồng viên để cảm ơn nha. Để đồng viên mẹ con em cố gắng kìm nén nỗi đau để mà tiếp tục lo cho cuộc sống, rồi là đồng viên con cái học tập. Quyền nhá. Đừng có khóc nhiều nữa nhá. Các cháu thương mẹ, chăm ngoan học giỏi. Quyền nhá. Tâm Như nhá. Cố gắng lên. Vừa rồi thì cũng được các nhà hảo tâm quan tâm và giúp đỡ cho em rồi. Và anh cũng đã đến và thay mặt cho quý vị giúp cho gia đình mình là 80 triệu rồi. Thì đó cũng là một cái khoản tiền mà có thể đối với nhiều người thì nó cũng là bình thường, nhưng đối với gia đình em là một khoản tiền rất lớn rồi. Thì mình cũng cố gắng là cất giữ cho nó cẩn thận nhé. Và hôm nay này, hôm nay thì có thêm 3 nhà hảo tâm nữa. Các cô chú cũng rất là quan tâm đến hoàn cảnh của em.
và có gửi tiền về để giúp đỡ cho em. Đầu tiên đó là chị Linh ở bên Hawaii, bên Mỹ đấy, biết về câu chuyện của chồng em bị điền giật, rất là thương tâm. Thì chị Linh rất là thương và có gửi về để giúp đỡ. Dạ em cảm ơn chị. Cho em là $100. Dạ. Nhá. Dạ. Cảm ơn tấm lòng của chị Linh rất là nhiều. Dạ. Em cảm ơn chị Linh rất nhiều. Thứ hai nữa là một nhà hảo tâm có chuyển khoản cho Khánh là vào lúc 16 giờ 35 phút ngày 16 tháng 6 năm 2021. Từ tài khoản là Mai Vĩnh Châu với cái nội dung là giúp đỡ cho em Quyền nhé. Yeah. Là 1.000.000 đồng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và cuối cùng đấy, trong ngày hôm nay đó là một nhóm bạn của anh Steven Lloyd ở bên California đấy, ở bên Mỹ đấy. Và ngày hôm nay thì khi mà biết về câu chuyện của chồng em đấy thì các anh ở bên đó rất là thương. Cho nên là anh Steven Lloyd cùng với nhóm bạn đã gửi về cho anh một khoản tiền rất lớn để đồng viên cho em. Yeah. Chia sẻ cái khó khăn cũng như là chia buồn nỗi đau này cùng với gia đình mình nhé. Yeah, em cảm ơn. Thì các anh gửi về để chia sẻ cho gia đình em là 20.000.000 đồng. Yeah. Quyền nhé. Yeah. Đấy thì đó là cái số tiền cũng như là danh sách các nhà hảo tâm. Trong mấy ngày vừa qua đã gửi thêm về để giúp đỡ cho em Quyền. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ em cảm ơn các mình thương quân đã thương mẹ con em. Thật sự em rất cảm ơn ạ. Dạ. Thì cái số tiền lần này đấy, các nhà hảo tâm gửi về để giúp đỡ cho em đấy, đó là 23.310.000 đồng. Dạ. Quyền nhé. Dạ. Anh thay mặt cho các nhà hảo tâm chia sẻ cái khó khăn với mẹ con em nhá. Dạ em cảm ơn nhiều. Dạ tại mặt mẹ mặt ba mẹ con em xin cảm ơn các mạnh thường quân đã thương hoàn cảnh ba mẹ con em rất nhiều, thực sự em cảm ơn ạ. Khánh cũng rất là cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm, các quý vị khán giả chúng ta đã đồng hành cùng với Khánh để giúp đỡ cho mẹ con em Quyền. Và cho đến thời điểm bây giờ thì cái số tiền mà quý vị chúng ta gửi về để giúp cho em Quyền thông qua cái sự chia sẻ của Khánh ấy, là 103.300.000 đồng. Thì đó là một cái khoản tiền mà đối với em Quyền là rất lớn. Và sự chia sẻ, sự giúp đỡ của quý vị nó mang một cái ý nghĩa nó rất là lớn lao để giúp cho em Quyền có thêm được cái niềm tin, cái nghị lực để vượt qua khó khăn, giúp cho các con của em có được cái cơ hội học tập một cách đầy đủ. Và đặc biệt đó là sắp tới em Quyền chào đón một thành viên nữa mà chưa kịp nhìn mặt cha. Sẽ rất là khó khăn nếu ngày hôm nay không được sự chia sẻ của quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đấy, cố gắng... Dạ, em cảm ơn anh. Cố gắng lên em Quyền nhé. Vẫn biết rằng là nỗi đau này là rất lớn, nhưng mà em cũng phải cố gắng kìm nén lại. Nhá. Các con đồng viên mẹ nhá, bằng cách là chăm ngoan học tập ở nhà rồi quét nhà, quét cửa cho nó sạch sẽ nhá. Thế thôi, hôm nay rồi anh Khánh đến đây và cũng không biết là có duyên rồi lúc nào đó có qua đây hay không. Thì một lần nữa là thay mặt cho các nhà hảo tâm là chúc cho mẹ con em luôn được mạnh khỏe, được bình an. Tới đây thì em sinh cháu thứ ba, được mẹ tròn con vuông nhá. Mẹ khỏe con khỏe. Để rồi có một cái tương lai, một cái cuộc sống tới đây sẽ được đầy đủ và gặp những cái thuận lợi, những cái may mắn trong cuộc sống của Quyền nhá. Thế thôi, anh về nhá. Em cảm ơn anh nhiều. Bác về nhá, các cháu nhá. Mất rồi, nhớ là ba của gia đình mất rồi, nhớ ba mất á, còn
các nhà hảo tâm thương mẹ mẹ con nên gửi số ít tiền để động viên và chia sẻ cuộc sống của mẹ con đỡ vất vả cho bác ở dưới an nghỉ và phù hộ cho mẹ mẹ con nhớ bác, mẹ mẹ con nhớ bác nhiều lắm.